Quý vị đến phần 2 chương trình Giật Kích Sổ và ngay sau đây sẽ là những thông tin nổi bật trong nước và trên thế giới. Thưa quý vị, theo báo cáo thường niên vừa công bố của công ty cổ phần thực phẩm Sauta, mã chứng khoán là FMC, năm 2017 công ty ước đạt doanh thu là 3.262 tỷ đồng, hoàn thành 96% kế hoạch của năm, lợi nhuận trước thuế là 124,8 tỷ đồng, vượt 25% chỉ tiêu đề ra. Với kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2017, Hội đồng Quản trị dự kiến trình đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 tỷ lệ chi cổ tức lên đến 45%, kế hoạch trước đó là 30%. Theo FMC, vụ tôm chính năm 2017 là vụ trúng lớn nhất của FMC trong năm, cùng với giá tôm nguyên liệu tốt đã mang về cho FMC hơn 52 tỷ đồng lợi nhuận. Số lãi này bù đắp vào phần thiếu hụt của lĩnh vực chế biến và đưa lợi nhuận của FMC hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Được biết, trong năm 2017, FMC đã hoàn thành xây dựng và chạy thử nghiệm nhà máy chế biến thủy sản Tinh An với tổng số vốn đầu tư là hơn 80 tỷ đồng. Dự kiến tháng 11 năm 2018, nhà máy thủy sản Tinh An sẽ chính thức đi vào hoạt động, thưa quý vị. Thông tin tại buổi roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu OIL của Tổng công ty Dầu Việt Nam BVO thì doanh nghiệp này sẽ tiến hành IPO vào ngày 25 tháng 1 tới đây. Theo đó thì BVO sẽ bán đấu giá công khai gần 207 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ tại HOSE, giá khởi điểm là 13.400 đồng một cổ phần. Tiếp theo, BVO sẽ bán hơn 462 triệu cổ phần, chiếm 44,72% vốn điều lệ cho nhà đầu tư chiến lược. BVN sẽ chỉ còn nắm giữ 35,1% vốn điều lệ sau cổ phần hóa. Hoạt động kinh doanh của BVO đến từ 3 mạng chính gồm phân phối xăng dầu, kinh doanh xăng dầu quốc tế và ủy thác xuất nhập khẩu dầu thô. Hiện BVO và Petrolimex sẽ chiếm hơn 70% thị phần xăng dầu trên cả nước. Ngoài ra thì BVO là đơn vị duy nhất tại Việt Nam có xuất bán dầu thô. Hiện đã có 8 bộ hồ sơ nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến BVO, gồm 6 nhà đầu tư nước ngoài là Shell, Idemitsu Kosanko và Kuwait Petroleum International, Puma Thị Sĩ, SK Hàn Quốc và một nhà đầu tư khác từ Trung Đông. Hai nhà đầu tư trong nước là Quỹ Sacom và Sovico. Năm 2017, thì BVO hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất đạt 55.979 tỷ đồng và 410 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Công ty cổ phần dịch vụ ô tô Hàng Xanh, mã chứng khoán là HAX, vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị hôm ngày 10 tháng 1 năm 2018. Theo nghị quyết này, kết quả kinh doanh năm 2017 của HAX khá khả quan khi tổng lợi nhuận trước thuế tạm tính là 110 tỷ đồng, hoàn thành 92% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội đồng cổ đông giao phó. Với kết quả kinh doanh đạt được năm 2017 và phần lợi nhuận chưa phân phối, hội đồng quản trị HAX đề xuất chi cổ tức và cổ phiếu thưởng tổng tỷ lệ là 65%, tương ứng giá trị chi trả là 151,7 tỷ đồng. Trong đó, nhận bằng cổ phiếu tỷ lệ là 50% và nhận bằng tiền mặt tỷ lệ là 15%. Hội đồng quản trị công ty cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với mục tiêu bán ra 2.592 xe. Tổng doanh thu ước đạt là 5.184 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt là 116 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị công ty cũng dự kiến trình đại hội cổ đông thông qua việc mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018. Cụ thể sẽ sử dụng tối đa không quá 50% vốn chủ sở hữu để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tìm và quyết định đối tác, nhà đầu tư chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển lâu dài và bền vững cho công ty. Được sử dụng nguồn lợi nhuận tạo ra trong năm để mua cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần thiết và có hiệu quả. Thưa quý vị, sáng nay công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Khang Điền, mã chứng khoán là KDH, đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Đại hội cũng đã thông qua phương án sáp nhập công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Chánh BCCI theo hợp đồng đã được cổ đông thông qua. Theo đó thì KDH sẽ phát hành thêm 51,8 triệu cổ phần và sử dụng số cổ phần này để hoán đổi 37 triệu của số cổ phần phổ thông của BCCI, tương đương với 41,69% vốn điều lệ. Tỷ lệ hoán đổi là 1.1,4, nghĩa là một cổ phiếu của BCCI sẽ được hoán đổi thành 1,4 cổ phiếu của KDH. Khi đó, mã cổ phiếu của BCCI sẽ bị hủy niêm yết tại Sở Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý liên quan về việc hoán đổi cổ phiếu, các cổ đông của BCCI cũng trở thành cổ đông của nhà Khang Điền. Lúc này thì KDH sẽ chính thức sở hữu 100% vốn điều lệ công ty BCCI. Sau khi hoàn tất quá trình hoán đổi cổ phiếu, vốn điều lệ của KDH cũng sẽ được tăng lên một khoản tương ứng với giá trị tổng số cổ phần thực tế mà doanh nghiệp này đã phát hành thêm. Đồng thời, công ty Bình Chánh cũng sẽ được chuyển đổi từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty Khang Điền sở hữu 100% vốn điều lệ, thưa quý vị. Thưa quý vị, công ty cổ phần dịch may đầu tư thương mại Thành Công, mã chứng khoán là TCM, vừa công bố thông tin về một số chỉ tiêu tài chính nổi bật trong tháng 12 năm 2017. Theo đó thì doanh thu thuần riêng tháng 12 đạt khoảng 8,8 triệu đô la Mỹ, tỷ suất lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 15%.
Lũy kế cả năm 2017 thì doanh thu của TCM đạt khoảng 134,8 triệu đô la Mỹ, tương ứng gần 3.000 tỷ đồng, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 8,7 triệu đô la Mỹ, tương ứng gần 200 tỷ đồng, hoàn thành vượt 11% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà đại hội cổ đông giao phó. Trong quý tư năm 2017 vừa qua thì công ty cổ phần đầu tư thương mại Thành Công có sự cố cháy kho vải mộc rộng 2.176 m2. Theo thống kê được sơ bộ báo cáo thì ước tính thiệt hại 700.000 m vải mộc, hai máy hồ dệt và các tài sản khác như nhà xưởng, máy móc thiết bị. Tuy nhiên, may mắn là hàng hóa đã được mua bảo hiểm toàn bộ, thưa quý vị. Xin được chuyển sang các thông tin thế giới, thưa quý vị. Giá các hợp đồng dầu thô tương lai lại vượt mốc đỉnh trong 3 năm tới trong ngày thứ 5 vừa qua, nhờ vào đà sụt giảm của dự trữ dầu thô tại Mỹ trong 8 tuần liên tiếp và sản lượng nội địa suy yếu. Các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi quyết định của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc có gia hạn tạm thời các lệnh trừng phạt lên Iran hay là không. Kết thúc phiên ngày 11 tháng 1, thì hợp đồng dầu thô WTI tăng 0,4% lên mức là 63,8 đô la Mỹ một thùng. Hợp đồng dầu Brent tăng 0,1% lên mức là 69,26 đô la Mỹ một thùng. Cả hai hợp đồng này đều tăng 4 phiên liên tiếp kể từ đầu tháng 12 năm 2014. Trong khi đó, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang xem xét lại việc miễn hay áp dụng các lệnh trừng phạt đối với Iran trong tuần này. Điều này được cho là sẽ gây ảnh hưởng khá lớn đến kim ngạch xuất khẩu dầu của Iran, thưa quý vị. Thưa quý vị, theo sau chính phủ Hàn Quốc thì chính phủ Trung Quốc cũng đang xúc tiến các động thái để hạn chế và tiến đến loại trừ việc đào Bitcoin trong nước. Việc người dân ở mọi tầng lớp đổ dồn tập trung vào đào Bitcoin hiện đang dẫn đến tình trạng tiêu thụ điện quá tải và kèm theo đó còn là rủi ro tài chính. Điều này cũng như một lời đánh giá từ các cơ quan chức trách của quốc gia đông dân nhất thế giới này rằng đồng tiền kỹ thuật số không phải là một ngành chiến lược và sẽ không được sự ủng hộ từ chính phủ Trung Quốc. Trước đó thì Trung Quốc cũng đã ra quyết định cấm hoạt động chào bán tiền ảo lần đầu ICO và đóng cửa các sàn giao dịch Bitcoin trong nước từ tháng 9 năm 2017. Tuy nhiên, cơn sốt tiền ảo vẫn khiến các thợ đào Bitcoin tại Trung Quốc tiếp tục hoạt động ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Một số khác còn tận dụng khe hở trong luật pháp Trung Quốc để mua điện trực tiếp từ nhà sản xuất nhằm phục vụ cho máy tính chạy đào tiền. Với lợi thế giá điện rẻ thì hiện các thợ đào tại Trung Quốc đang chiếm tới 75% sản lượng Bitcoin đào ra được trên toàn thế giới. Dù vậy, thì chỉ thị trên lại không đưa ra biện pháp áp đặt đóng cửa hoạt động đào tiền ảo. Thay vào đó, lại là gây áp lực bằng cách thực hiện nghiêm ngặt các chính sách về tiêu thụ điện năng, thuế đất và bảo vệ môi trường với khu vực các thợ mỏ cư trú, thưa quý vị. Xin được chuyển sang những thông tin về thị trường chứng khoán thế giới, thưa quý vị. Sau phiên giảm điểm đầu tiên của năm 2018, thì phố Wall lại tiếp tục quay đầu tăng lên mức kỷ lục trong phiên thứ 5 vừa qua, mang theo sự tự tin và một mùa báo cáo lợi nhuận doanh nghiệp khả quan của các nhà đầu tư. Khép phiên thì chỉ số Dow Jones tăng 0,81%, S&P 500 tăng 0,7%, còn Nasdaq tăng 0,8%. Lĩnh vực năng lượng của S&P 500 tăng 2% trong phiên với giá dầu Brent vượt ngưỡng là 70 đô la Mỹ một thùng lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 2014. Yếu tố hỗ trợ chính đến từ sự sụt giảm của sản lượng và dự trữ dầu thô tại Mỹ. Tuy nhiên, đà tăng giảm hẳn trong cuối phiên sau khi chủ tịch dự trữ Liên bang Mỹ Fed tại New York là ông William Dudley cho biết rằng các giảm thuế có thể khiến nền kinh tế trở nên quá nóng. Ông Dudley cũng dự báo tăng trưởng GDP có xu hướng vượt qua đà tăng lạm phát trong năm 2018. Các nhà đầu tư vẫn đang tin vào đà tăng của lợi nhuận hàng quý từ các công ty lớn và thông tin chi tiết về mức tiết kiệm được nhờ các giảm thuế. Lĩnh vực hàng tiêu dùng cũng cho thấy sự tăng mạnh trong nhóm cổ phiếu bán lẻ và truyền thông. Ngoài ra, các chỉ số công nghiệp còn được hỗ trợ tích cực từ nhóm các cổ phiếu hàng không. Mùa báo cáo lợi nhuận sẽ bắt đầu vào cuối tuần này với báo cáo đầu tiên từ các ngân hàng lớn như JP Morgan và Wells Fargo, thưa quý vị. Còn tại chứng khoán Á thì thị trường khép phiên tăng điểm nhẹ sau khi thị trường được dẫn dắt bởi các chỉ số chính từ phố Wall. Khép phiên giao dịch ngày 12 tháng 1 thì chỉ số ADX 200 của Úc tăng 0,04%, còn KOSPI của Hàn Quốc tăng 0,34%, Shanghai tăng 0,12%, riêng chỉ số Nikkei của Nhật giảm 0,24%. Với sự giảm từ các cổ phiếu lớn về công nghệ và ô tô như Toyota giảm 0,13%, Honda giảm 1,12% và Sony giảm 0,91% đã làm cho thị trường Nhật đỏ sàn ngày hôm nay. Cũng sụt giảm ở các cổ phiếu công nghệ như Samsung Electronics giảm 2,2%, LG giảm 2,26%, nhưng thị trường Hàn Quốc vẫn bật tăng những các cổ phiếu thép và tài chính, trong đó Bosco tăng 5,46% và Hyundai Steel tăng 2,02%. Tại thị trường Úc thì ngành vật liệu đã là tâm điểm chính hỗ trợ chỉ số với các cổ phiếu công ty khai thác mỏ như Rio Tinto và BHP tăng lần lượt là 1,85% và 2,08%. Dữ liệu thương mại tại Trung Quốc cũng cho thấy tăng trưởng 4,5% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tháng 12 vừa qua tăng 10,9% so với cùng kỳ, vượt dự báo đề ra của Reuters là 9,1%, thưa quý vị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 2 chương trình Giờ Cửa Sổ, và quý vị đừng vội chuyển kênh. Chúng tôi quay trở lại trong phần 3 và phân tích các cổ phiếu nổi bật trong tuần.